những năm 2009, anh Nguyễn Văn Thịnh là những ngư hộ tiên phong của vùng ven biển Kiến Thụy ra bãi chiều thử nghiệm thả nuôi ngao. Tuy nhiên, thả nuôi ngao tại khu vực này đã hơn 3 năm nay, nhưng anh vẫn chưa thể thu hoạch. Cần phải nói rằng, khu vực anh thả nuôi nằm trong diện tích 750 ha mà huyện Kiến Thụy dự kiến quy hoạch cho nghề nuôi ngao. Bây giờ đang nuôi có hai tầm, tầm khơi còn tầm trong này, nếu nó gần bờ quá thì nuôi nó không hiệu quả. Bây giờ dân bỏ hết rồi thì là đang ở tầm trong quy hoạch. Bây giờ nuôi gọi là chỉ giữ đất vậy đều nuôi qua loa thôi, chứ phải ra ngoài sâu ấy nuôi mới có hiệu quả. Mỗi 1 hecta nuôi ngao đạt năng suất cao, trung bình một vụ, bà con Kiến Thụy có thể thu về được hơn 200 triệu đồng trên 1 hecta. Do đó, nhiều người đã mạnh dạn đầu tư lớn cả tỷ đồng. Như ông Hiển, khoản vay ngân hàng gần 2 tỷ đồng của ông đến giờ vẫn là gánh nặng. Và ông sẽ không biết phải trả nợ bằng cách nào khi phương án quy hoạch được thực thi. Bây giờ là chúng tôi rất là lo lắng ở cái chỗ là gia đình chúng tôi đã vay rất là nhiều tiền. Không những ngân hàng, còn bà con hàng xóm lanh quanh họ hàng đấy mà thả xuống đấy. Chưa có trả nợ được một đồng nào cả. Còn nếu như bây giờ mà cứ tiếp tục như thế thì có thể là sẽ rơi vào cái thế nguy hiểm là dẫn đến vỡ nợ. Chúng tôi mà sai phạm thì tại sao nhà nước lại không ngăn cấm ngay từ đầu để chúng tôi biết hướng? Thì chúng tôi cũng chuyển đổi ngành nghề. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đầu tư bao nhiêu ra như thế? Ví dụ như phục vụ cái gì mà phúc lợi xã hội, chúng tôi sẵn sàng buông bỏ. Nhưng mà để mà phục vụ cho một cá nhân hay một doanh nghiệp nào đó thì chúng tôi sẵn sàng đấu tranh. Bản quy hoạch đặc biệt này với những căn cứ mà người dân 10 năm nay không hề hay biết lại đang biến họ trở thành những người có lỗi do phát triển ngoài quy hoạch. Bên cạnh đó, không chỉ đưa khu quy hoạch nuôi ngao đạt năng suất cao của bà con phát triển dành cho quy hoạch khai thác cát, mà ngay sát khu quy hoạch nuôi ngao dày đặc 13 vị trí liền sát nhau dành cho 8 doanh nghiệp được quyền khai thác cát. Điều này có thể bức tử chính khu quy hoạch nuôi ngao 750 ha mà địa phương này đang xây dựng. Hai cái nó không có cái gì hài hòa với nhau được, luôn luôn phải xung đột. Ví dụ anh khai cát thì anh phải hút hết, tự nhiên độ sâu nó sâu hẳn thì lập tức cát ở phía bên cạnh nó sẽ phải tràn vào đấy. Thì lập tức cái phía bên cao này sẽ dần dần sẽ mất cát và phải lấp cho cái vùng hút đi. Vì thế muốn tồn tại hai hình thức thì anh phải phân cho cái hiện tượng khai thác cát. Một là anh phải đưa ra thật xa phía ngoài. Tất nhiên thật an toàn xa một cây. Thế nhưng mà tùy theo cái công suất anh khai thác cát, anh khai thác ít một thì không nói. Nhưng đây nó hút liên tục suốt ngày thì không thể có cái biên giới cứng ở đấy được. Không đánh đổi môi trường, lấy các mục tiêu kinh tế. Đó là khẳng định của người đứng đầu chính phủ nhằm định hướng cho các chương trình phát triển bền vững ở các địa phương với tầm nhìn dài hạn. Nhưng trong câu chuyện về quy hoạch ngao ở Hải Phòng, môi trường đã không còn là ưu tiên số 1.